Em đang làm gì chứ không? Em nó đang làm gì đó? Em đang nằm phơi nắng cho niệm dưới đất Em đang nằm giống như là nàng tiên cá vậy phải nè. không? Nàng tiên cá Sơn Hà đó, nằm vậy đó. Ừ, nằm dài trên bãi biển vậy đó Sơn Hồng. Chứ không biết nàng tiên cá không? Dạ biết. Ừ, thế em nằm giống không? Nó giống. Nàng tiên cá ơi. Nó ngồi dậy mình nè à, cái chân té đó nghe. Ừ, anh hai ơi, coi em là làm tiếng cá nè. Ừ, anh hai à. Anh hai coi em làm lần tiếng cá nè, mắc cười không? Anh hai cũng làm lần tiếng cá nè. Thôi hả? À, chào thôi. À, cười không, nằm dài trên bãi biển luôn. Ừ, sao anh hai không chịu mà để Sơn Hà làm ta hả? Sơn Hà tại sao vậy? Cho mặc quần dài nó không chịu đó Sơn Hồng, nãy ba nói lấy cho em cái quần ngắn, Sơn Hồng tìm không ra. Em mặc quần ngắn quen rồi phải không? Ừ, papa nói đi, papa. Anh hai. Anh hai đâu? Ừ,